Các bạn ơi, đây là thành phố Mountain View của bang California, Mỹ. Thì ở đây là mình đang đứng trong cái khu vực mà người ta đi bộ, cái khoảng xanh đó. Thì bên trái là người ta sẽ tiếp tục cái khu vực mà đi bộ, tiếp tục đi vào cái khoảng xanh đó. Còn bên phải là nó rẽ vào khu dân cư. Các bạn có thể thấy là nếu mà được ở trong cái khu vực này á, thì rất là thích. Bởi vì chỉ cần đi bộ từ nhà là ra tới cái khu vực mà để người ta đi đi dạo, hóng mát, được hít thở không khí trong lành. Đó, nghe tiếng động vật, chim chóc, sóc. Do đó cái khu vực này giá nhà cửa nó cũng rất là đắt các bạn. Nó là một trong những thành phố đắt đỏ nhất. Thì cái giá nhà đắt đỏ là do nó là cái nơi mà đặt trụ sở của những cái công ty công nghệ cao, nên là giá nó rất là mắc, tại vì các công ty này nó tập trung vào cái khu vực này. Phải chi mà họ tản mát ra những cái bang khác hoặc là thành phố khác thì cái giá nhà cửa nó không có đến nỗi mà nó tệ như bây giờ. Nhưng mà bởi vì công việc nó ở đây mà, tất cả các công ty họ đều tập trung ở đây, nên là các kỹ sư công nghệ là họ phải ở vòng vòng ở đây thôi. Bây giờ thời điểm dịch đó, thì họ có thể làm ở nhà, nhưng mà trước cái thời điểm dịch đó là họ phải đi đến công ty, thì họ phải ở lòng vòng quanh cái thành phố Mountain View này, chứ họ không thể nào ở xa quá được. Họ ở xa quá thì cái khoảng cách từ nhà của họ đến cái công ty á, đến thành phố Mountain View á, nó sẽ quá dài, tại vì tất cả mọi người từ những cái thành phố miền Nam mà đổ lên cái thành phố Mountain View này á, vào buổi sáng thì mọi người đều đổ lên hết, thì cái khoảng cách đi nó rất là lâu. Cái khoảng cách thì nó bằng nhau thôi, nhưng mà cái thời gian đi nó rất là lâu. Nó có thể gấp đôi cái thời gian. Thí dụ như là từ cái thành phố ở miền Nam là Morgan Hill hoặc là Gilroy mà đi lên Mountain View á là khoảng 20 25 phút. Mà nếu mà đi vào buổi sáng, trước cái thời điểm dịch đó các bạn, đi vào buổi sáng thì nó có thể lên tới 45 phút là tối thiểu. Còn cái có thể nó lên tới 1 tiếng luôn. Mà trong khi là bình thường không có tắc nghẽn á, không có giao thông nặng á, là nó chỉ khoảng 20 25 phút thôi. Do đó buộc người ta, những cái kỹ sư công nghệ mà làm ở trong những cái công ty này, họ phải ở lòng vòng quanh đây, chứ họ không thể nào mà ở xa quá được. Do đó là cái giá nhà nó mới bị đẩy lên. Rồi tất nhiên là còn có chuyện đầu cơ nữa. Khi mà người ta, những cái người mà họ là kinh doanh đó, hoặc là họ muốn mua nhà tích trữ đó, thì họ thấy cái chỗ nào mà giá đang lên thì họ cứ mua thôi. Và những cái người đó cũng là nguyên nhân chính đẩy cái giá nhà lên cao, chứ không phải là chỉ có những cái kỹ sư công nghệ. Đây là công viên Whitman Park nha các bạn. Công viên Whitman. Các bạn có thể thấy là công viên ngay ở giữa thành phố luôn, nhưng mà cây cỏ rất là nhiều. Những cái cây thường xanh á, những cái cây lâu năm á rất là nhiều. Mình thật sự mình nhìn mấy cái cảnh cây cối như thế này, mình cũng ước là Việt Nam của mình cũng một ngày nào đó cũng trồng được những cái cây nó nhiều như thế này, để mà nó lọc bớt cái không khí ô nhiễm. Cho dù nước chúng ta có ô nhiễm thì việc mà có nhiều cây nó tạo ra cái bóng mát nó cũng rất là dễ chịu, mà nó lại lọc bớt cái không khí ô nhiễm nữa. Rồi, mình tạm biệt các bạn ở đây ha.
Nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin về nước Mỹ, nhận thêm những cái video mới của mình thì mời các bạn đăng ký kênh ha.